Câu chuyện khu vườn vui vẻ. Bác Gấu có một khu vườn xinh xắn. Bác trồng rất nhiều loại rau, cà chua, khoai tây, cà tím, cà rốt, bắp cải và cả một số cây ăn quả nữa. Bác trồng một hàng rào chanh để làm hàng rào nhỏ nhỏ xinh xinh quanh khu vườn. Các cây chanh trên người có rất nhiều gai nhọn và dài. Chính những chiếc gai đó là công cụ để bảo vệ các cư dân khu vườn. Hễ có chuột bọ từ bên ngoài định vào khu vườn là các cây chanh lại vươn cành lá và giơ gai ra đe dọa để lũ chuột bọ hoảng sợ phải bỏ đi nơi khác. Nhờ đó mà khu vườn luôn luôn được bình an, mọi người sinh sống rất vui vẻ. Mấy chị cà chua và mấy anh cà tím hay ngồi cà kê nói chuyện với nhau. Họ hay bàn luận về người khác. Nào là anh bắp cải tốt tính hay chào hỏi mọi người. Nào là chị khoai tây hay ngủ gật. Nói hết người này đến người kia. Cuối cùng, cà chua và cà tím nói chuyện về cây chanh. Họ có vẻ khó chịu ra mặt với các cây chanh. Người đâu mà vừa đáng sợ vừa kiêu căng. Ai lại trên người toàn gai, còn định hỏi chuyện thì lại trả lời qua loa, bảo rằng đang bận canh gác. Chị cà chua và anh cà tím mọc ngay bên cạnh hàng rào, thi thoảng lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt với các cây chanh. Này, chị chanh, chị nhiều gai quá, nhỡ đâu lỡ tay chọc vào chúng tôi thì sao? Chị có thể đùi ra chỗ khác mà sống được không? Các cây chanh buồn quá, vội vàng thu cành lá lại và cố gắng mọc ra chỗ khác xa xa hơn. Và thế là một đoạn hàng rào không còn các cây chanh bảo vệ nữa. Hai bạn cà chua và cà tím vui lắm vì từ giờ họ có thể thỏa thích vung vẩy vẫy tay cành chân lá mà không phải va chạm vào cây chanh lắm gai nữa rồi. Một ngày nọ, có một đàn chuột từ đâu chạy qua khu vườn. Vì một đoạn hàng rào không có cây chanh bảo vệ, nên lũ chuột thoải mái chạy vào khu vườn. Ở đây có nhiều cây cối hoa quả quá, thá hồ mà đánh chén anh em ơi, lũ chuột hò reo. Chị cà chua và anh cà tím la sức ra hết, nhưng bọn chuột cứ thế leo lên cành lá, cắn mất mấy quả cà chua và cà tím. Đến mấy anh cà rốt cũng bị chúng bới tung lên khỏi mặt đất. Lũ chuột đánh chén neo nê, rồi mới rút đi. Lúc này, mọi cư dân trong khu vườn mới thấy hối hận vì đã chót đuổi các cây chanh ra chỗ khác, khiến bọn chuột có thể dễ dàng vào khóa hoại khu vườn. Chị cà chua và anh cà tím, cũng như các cây trong vườn, xin lỗi các cây chanh. Các bạn chanh ơi, chúng tôi xin lỗi vì đã coi thường và xa lánh các bạn. Giờ chúng tôi mới hiểu ra rằng các bạn có nhiều gai để đuổi lũ chuột bọ. Các bạn hãy quay lại đây để bảo vệ chúng tôi nhé. Các cây chanh rất thương các bạn trong khu vườn vừa bị lũ chuột bọ phá hoại. Thế là các cây chanh ra sức vươn cành lá để lấp lỗ hổng trên hàng rào. Chả mấy chốc, chỗ hổng lại kín lại với bao cành lá đầy gai của các cây chanh tốt bụng. Hôm sau, lũ chuột lại chạy qua khu vườn. Chúng định vào khu vườn quấy phá thì gặp ngay hàng rào chanh đứng chặn. Ôi tưởng ai, chứ lại cây chanh hôm qua chứ đâu. Hôm qua nó khiếp tụi mình đứng xếp sang một bên. Hôm giờ đây lại còn bày đàn xa chuyện chặn đường. Anh em đâu, tiến lên, mặc kệ nó. Thế là lũ chuột vẫn theo lối cũ định lao vào khu vườn. Các cây chanh chìa gai ra, lũ chuột va phải gai của hàng rào chanh đau điếng nên không thể tiến lên nổi. Chúng chạy quanh khu vườn, chỗ nào cũng có những cây chanh như vậy đang vươn cành và gai ra để chặn bọn chúng. Bọn chuột bực tức không làm gì được, đành phải bỏ đi. Thế là khu vườn được bảo vệ yên bình. Từ đó, lũ chuột bọ phá hoại không dám đến quấy rầy khu vườn nữa. Tất cả các cư dân trong khu vườn đã hiểu ra vai trò quan trọng của cây chanh rồi.
Khu vườn giờ luôn luôn rộn ràng tiếng cười của các loại cây. Chuyện của chúng ta tới đây là hết rồi. Các bạn thấy đấy, khi nhìn một người khác không nên phán xét vẻ bề ngoài, chớ coi thường những người xung quanh, vì có thể những lúc ta cần sự giúp đỡ từ họ.